Bếp là sử dụng được luôn chứ anh? Cả bếp sử dụng được chị, em hết bếp. Xịn xó ha. Đây, cả cái ống mắt của chị, ống nhẹ mà dữ lắm. Là ba tầng, của tầng bếp. Bếp, 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 bếp. Trời ơi, ba bếp luôn. Dạ, ba bếp. Rồi. Đây là khóa. Thế này mà cho thuê cũng sướng nữa, người ta cũng đỡ phải sắm đồ. Thêm cái tivi với cái tủ lạnh nữa là... Để muốn tắt thì chị đâu, muốn xài bếp này thì để chị giữ như thế này. Có được không? Ai có nước chứ? Có gì không hả? Tắt tắt tổng bên kia chứ sao? Tắt tổng ở đây, còn tắt trong đó là tắt. Có gì hết chuông đâu. Bác sẽ có cái hướng dẫn sử dụng chứ đúng không? Đúng rồi.